Nếu bạn cảm thấy cuộc sống có mệt mỏi, khó khăn, hãy đọc 5 câu chuyện về 5 chú lừa này. Hãy đọc câu chuyện về 5 chú lừa này. Thưa quý vị và các bạn, lý thuyết về điểm muốn nổi tiếng trong kinh tế học nói: sự khởi đầu của bất kỳ xu hướng tăng trưởng nào được kéo dài từ một điểm nhất định tại điểm thấp nhất. Trong cuộc sống con người ta cũng vậy. Khi số phận đẩy bạn xuống vực sâu nhất thì cũng phải để lại cho bạn một con đường lên dốc. Có thể bạn cảm thấy con đường phía trước thật rối rắm và căng thẳng, nhưng càng khó khăn thì càng có nhiều bước ngoặt. Khi cảm thấy cuộc sống của mình mệt mỏi, bối rối và khó khăn, hãy lắng nghe chuyện của 5 chú lừa này để giúp mình thoát khỏi bế tắc và nhìn thấy ánh mặt trời. Câu chuyện thứ nhất là con lừa phàn nàn. Chuyện kể rằng một con lừa đi cày về, nó thở hổn hển mệt mỏi và phàn nàn với con chó: mỗi ngày làm nhiều việc như vậy thật sự rất mệt mỏi, tôi không muốn làm nữa. Nghe xong, con chó quay sang con cừu và nói: con lừa nói rằng nó quá mệt mỏi và trách ông chủ đã giao quá nhiều việc. Cừu gặp gà lại nói: lừa nói chủ giao cho nó nhiều việc quá, không biết lừa của người khác cũng mệt như vậy sao. Gà sau đó lại nói với lợn: lừa không đi làm thuê cho chủ nữa, nó muốn sang nhà chủ khác. Khi ông chủ cho lợn ăn, lợn tiến lên một bước và nói: thưa chủ nhân, con lừa gần đây đầu óc rất có vấn đề. Nó nói không muốn làm việc cho ngài nữa, muốn đi tìm chủ nhân khác. Nghe vậy, người chủ vô cùng tức giận và giết thịt con lừa vào ngày hôm sau. Chỉ vì một lời phàn nàn, chú lừa tội nghiệp đã phải nhận một kết cục bi thảm. Nhiều người chúng ta cũng vậy, gặp khó khăn trong cuộc sống và giống như con lừa trong câu chuyện, họ chỉ thích tìm người khác để phàn nàn. Nhưng họ không ngờ rằng phàn nàn đổ lỗi cho người khác một cách mù quáng chỉ khiến họ càng lún sâu vào vũng lầy. Tôi đã từng nghe câu nói: đừng phàn nàn với bất cứ ai, bởi vì 20% người ta không quan tâm và 80% còn lại sẽ rất vui khi nghe điều đó. Sự trưởng thành thực sự của một người là âm thầm nuốt trọn nỗi đau và tiêu hóa mọi thứ một mình. Sau khi khởi nghiệp thất bại, mình đành phải một mình vật lộn với nơi đất khách quê người, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng mỗi khi người thân và bạn bè hỏi về công việc, anh ấy luôn nói rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp và không bao giờ đề cập đến những khó khăn đó. Trong thâm tâm anh biết rằng, dù con đường đời có khó khăn vất vả đến đâu, anh cũng phải đi một mình, anh cũng phải một mình gánh vác. Chính trái tim mạnh mẽ này đã khiến anh ấy đạt được thành tựu sự nghiệp sau này. Nếu cứ kêu ca phàn nàn mà có thể giải quyết vấn đề thì đã chẳng sinh ra nhiều khó khăn thất bại đến thế. Lúc nào cũng nói về sự bất hạnh của mình ở khắp mọi nơi, không chỉ cản trở người khác mà còn kìm hãm níu kéo chính bạn. Ấm lạnh trong cuộc sống luôn là chỉ bạn mới có thể cảm nhận được, những người khác không thể làm gì. Có những gian khổ chỉ có thể tự mình nuốt trọn, có những mệt mỏi chỉ có thể tự mình gánh vác. Học cách kiềm chế than thần trách phận, nuốt vào oán giận phàn nàn, im lặng trưởng thành mới là người thuần thục mạnh mẽ. Câu chuyện thứ hai là con lừa tức giận. Có một con lừa đang say cối, đột nhiên con chó hoang chạy đến và nói với nó một cách mỉa mai: con lừa ngu xuẩn, ngươi chỉ thích kéo cối xe trong sân, cả đời cũng không sung sướng bằng ta. Sau khi nghe điều này, con lừa đã rất tức giận và vội vã chạy ra ngoài đuổi theo con chó. Nhưng con chó chạy quá nhanh, nó không đuổi kịp. Sau khi trở về, con lừa càng nghĩ càng tức, nó không còn tâm trạng nào để làm việc nữa. Lúc này đứa con trai nhỏ của ông chủ vừa chạy đến, con lừa không có chỗ để trút giận nên đã đá đứa trẻ một cái. Đứa trẻ ngã lăn ra sân, đầu chảy máu nên khóc thét lên. Ông chủ nghe thấy tiếng con khóc chạy đến nơi, người chủ rất bực mình, cho rằng con lừa đã bị điên nên đã bắn thẳng cho lò mổ. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta không thể kiểm soát được những cảm xúc tồi tệ đó thì một khi chúng ta trút bỏ chúng, cuối cùng chẳng phải ai khác mà chính chúng ta sẽ là người phải trả giá cho những cảm xúc nóng giận của mình. Tiểu thuyết gia người Mỹ Ellen Hopkins từng nói: tức giận là một cảm xúc bình thường, nó chỉ xấu khi bạn mất kiểm soát và làm những việc bạn không muốn làm. Đừng để cảm xúc chi phối hành động, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh và tỉnh táo nếu bạn không muốn gây ra những hậu quả đáng tiếc. Nhà văn Mark Twain cũng đã từng chỉ ra phương pháp khắc chế cơn giận dữ như sau. Ông nói: khi tức giận, hãy đếm đến 4. Khi vô cùng tức giận, hãy chửi thề.
Đây được coi là một cách trì hoãn sự tức giận, giúp bạn giải phóng cảm xúc và có thêm thời gian suy nghĩ về cuộc xung đột. Sử ký chép lại rằng, những năm ở độ tuổi ngoài 50, Đức Khổng Tử đi khắp thiên hạ, vận động khắp nơi để giao giảng về học thuyết của mình, nhưng ông đã bị chê cười rất nhiều. Một lần, khi ông đang thuyết giảng ở nước Trịnh, vẫn có một ẩn sĩ nhảy ra chỉ thẳng vào mặt ông mà chửi: "Táng gia chi khuyển", nghĩa là chó mất chủ, ví với việc mất nơi nương tựa, lang thang đầy đó. Sau khi nghe điều này, Khổng Tử chỉ mỉm cười thay vì tức giận và vui vẻ đáp lại: "Nhân tài, nhân tài. Đúng lắm, đúng lắm." Trước sự nhạo báng, Khổng Tử nở nụ cười rộng rãi và không hề tức giận. Có thể khống chế tâm tình như vậy, đó chính là cái dũng của thánh nhân. Và thực tế đúng là vậy, ông đã trở thành một đời thánh nhân. Diễn giả Anthony Robbins từng nói: "Bí quyết của một cuộc đời xuất sắc là một chỗ biết cách kiểm soát sức mạnh của cảm xúc, thay vì bị nó chống lại. Khi có điều gì đó xảy ra, bạn cũng nên bình tĩnh và cho cảm xúc của một mình một chút thời gian để hạ nhiệt. Xử lý tâm tình trước rồi mới xử lý sự việc sau. Phân tích tâm lý trước rồi mới phân tích tình hình. Chỉ bằng cách làm chủ cảm xúc của mình, bạn mới có thể kiểm soát và quản lý tốt cuộc sống của mình." Câu chuyện thứ 3 là con lừa sa mạc. Trong một sa mạc đêm hè ở châu Phi, một chú lừa to khỏe đang lặng lẽ gặm cỏ. Có một vài con rơi lặng lẽ đáp xuống lưng nó, và con lừa lập tức lắc người, quẩy đuôi, cố gắng xua đuổi chúng. Lúc này, con rơi vươn cái đầu lè lưỡi nhỏ xíu liếm nhẹ lên lưng lừa. Dần dần con lừa cảm thấy dễ chịu hơn, nên nó ngừng hành động xua đuổi những con rơi và tiếp tục cúi đầu ăn cỏ. Bằng cách này, con lừa được gây mê một cách thoải mái, và con rơi cắn một miếng nhỏ sau một lúc rồi lần lượt hút máu con lừa cùng với đồng loại của nó. Một trong những điểm yếu của bản chất con người là ham mê sự thoải mái dễ dãi, và cuối cùng tự hủy hoại bản thân từng chút một. Như con người từng nói, vùng thoải mái về môi trường, vùng thoải mái về tâm lý và vùng thoải mái về thói quen giống như ở trong chuồng lợn này đến chuồng lợn khác. Khi bạn rơi vào, nó có vẻ khá thoải mái. Bạn có thể ăn, uống và nghỉ ngơi và lăn lộn trong bùn, nhưng bạn cần phải trả tiền cho tất cả các tiện nghi đó. Sự thoải mái mà bạn tận hưởng đang dần ăn mòn bạn. Trước đây tôi có gặp một người bạn làm báo cho một tờ báo khá nổi tiếng. Khi người bạn đó mới bắt đầu làm việc, báo giấy vẫn là chủ đạo, và các nhà báo cũng là một nghề rất có uy tín, có thu nhập cao. Vì vậy người bạn đó sống rất thoải mái. Tôi bấm giờ, đi làm đúng giờ mỗi ngày, tham dự các bữa tối vào cuối tuần, uống rượu và khoe khoang với bạn bè và đồng nghiệp. Anh từng cho rằng một ngày đẹp trời như vậy có thể kéo dài mãi mãi, nhưng hiện thực lại cho anh ta một cái tát vào mặt. Khi các phương tiện truyền thông mới xuất hiện, cùng với tốc độ phát triển như vũ bão của nó, các đồng nghiệp đã nhanh chóng chuyển nghề hoặc tìm phương pháp thích ứng để làm việc. Ngược lại, anh ấy chẳng biết làm gì ngoại trừ lao vào uống rượu. Một khi một người thả lỏng thoải mái, họ sẽ bị quán tính của nó nuốt chửng từ từ. Nhiều người không làm nên chuyện lớn, không phải họ không đủ năng lực hay cơ hội, mà họ chọn cách thoải mái và dừng chạy quá sớm. Trong thế giới của người trưởng thành, bạn nổi bật hay kém cỏi đều có nhân quả. Bây giờ bạn đang hưởng bao nhiêu hạnh phúc dễ dàng, thì bạn sẽ phải gánh chịu bao nhiêu nỗi đau tầm thường trong tương lai. Câu chuyện thứ 4 là con lừa cuồng vọng. Có người từng hỏi triết gia nhà toán học Thales rằng, điều gì là khó nhất? Ông trả lời, nhận thức chính mình. Ở một ngôi chùa nọ có một con lừa kéo cối say. Một hôm sư trụ trì dắt lừa xuống núi để chuyển một pho tượng Phật. Khi đến chân núi, người qua đường nhìn thấy con lừa như vậy, họ bèn quỳ xuống hai bên và chắp tay tôn kính. Nhìn thấy cảnh này, con lừa không khỏi phấn chấn. Nó tự huyễn rằng, hóa ra mọi người lại sùng bái mình như vậy. Sau khi trở về chùa, con lừa nghĩ rằng mình có một địa vị cao quý và nó từ chối làm công việc kéo cối say của mình. Các nhà sư không còn cách nào khác, đành phải để nó xuống núi. Lừa vừa xuống núi liền nhìn thấy phía xa có một đám đông. Nó nghênh ngang đứng giữa đường, hòng mong được mọi người bái kiến lần nữa. Không ngờ, khi thấy con lừa cản đường, họ nổi giận cầm gậy đánh đuổi nó. Con lừa vội vã chạy trở lại về ngôi chùa, lòng đầy đau buồn và phẫn nộ, cà thán rằng, lòng người thật nham hiểm. Lần đầu tiên họ tỏ lòng kính trọng, nhưng hôm nay họ đã quay lưng lại với tôi. Các nhà sư thở dài,
người đúng là một con lừa. Ngày đó người ta lại không phải ngươi mà là tượng Phật trên lưng người. Nhiều người trở nên tự tin một cách mù quáng khi họ có được quyền lực, nhưng đã quên mất rằng sở dĩ đôi khi họ có thể được thành công không phải giỏi hơn người khác, mà là do may mắn đứng ở vị trí cao hơn. Nhà thơ người Ireland William Butler Yeats đoạt giải Nobel văn học năm 1923 đã từng nói: những người hiểu biết về bản thân thường xoay tấm gương trong tâm để soi mình. Giá trị của một người không nằm ở việc anh ta ở địa vị cao hay được săn đón bao nhiêu. Nó nằm ở chỗ hiểu biết rõ ràng về bản thân, có thể tránh xa sự kiêu ngạo, cuồng vọng và phạm ít sai lầm. Bước đi trong thiên hạ, dù là ai, ở địa vị nào cũng nên tỏ ra khiêm tốn, đặt mình đúng vị trí, liên tục học hỏi, cầu thị tu dưỡng phẩm hạnh mới có thể tránh khỏi những sai lầm, rắc rối, tai vạ xảy đến với mình. Và câu chuyện thứ 5, con lừa rơi xuống giếng. Một con lừa không may bước hụt bị rơi xuống một cái giếng sâu khô cạn. Nó kêu gào thảm thiết, mong được chủ nhân cứu giúp. Ông chủ sau khi cố gắng, song cảm thấy bất lực nên lắc đầu, bỏ đi. Con lừa cố nhảy lên hết lần này đến lần khác, nhưng thành giếng quá cao nên nó liên tục bị rơi xuống, không tài nào thoát ra được. Hàng ngày mọi người trong vùng đến giếng và vứt rác xuống. Nó không muốn bị chôn vùi bởi rác, nên cứ mỗi lần mọi người vứt rác xuống, nó lại rũ bỏ rác và dùng chân dẫm chặt lên đó. Bằng cách này, nó cứ đặt rác dưới chân cho phép mình leo lên từ từ. Cuối cùng, cho đến một ngày nọ, nó ngẩng đầu lên và chạm vào miệng giếng. Vì vậy, nó bật dậy mạnh mẽ, nhảy thoát khỏi miệng giếng và trở lại với mặt đất thành công. Đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng, không ai giúp đỡ. Nếu con lừa tự mình từ bỏ thì chỉ có thể bị chôn vùi dưới đáy giếng. Nhưng nó không bao giờ bỏ cuộc, cố gắng hết sức tìm mọi cách để tự cứu mình và cuối cùng đã giành lại được cuộc sống mới. Tác giả nhà tiểu luận Lâm Thanh Huyền người Đài Loan sinh ra trong một gia đình bần hàn, nhưng ông yêu văn chương từ nhỏ. Một lần ông nói với cha mình về ước mơ trở thành một nhà văn, nhưng đã bị cha ông gạt phăng đi vì cho rằng đứng trước hoàn cảnh cơm không có mà ăn, áo chẳng có mà mặc, đó quả thực là một điều xa xỉ bậc nhất, một ước mơ quá viển vông, xa vời. Mặc dù mất đi sự thấu hiểu và ủng hộ của người thân, nhưng ông không bao giờ từ bỏ ước mơ. Sau khi học xong cấp 2, Thanh Huyền rời quê hương và ra ngoài làm việc. Ông đã mở một quầy hàng rong, giặt quần áo, làm công việc khuân vác, thậm chí giết lợn trong lò mổ. Ông trải lòng rằng, tôi kiếm tiền bằng cách làm cu li vào ban ngày và viết một cách điên cuồng vào ban đêm, kiên quyết viết 2.000 chữ mỗi ngày. Bằng nỗ lực của bản thân, năm 17 tuổi, ông đã đăng cuốn tiểu thuyết đầu tay trên một tờ báo và thành công bước vào con đường của một nhà văn. Ông có một tuyệt phẩm đã đưa hàng triệu con tim trên khắp châu Á tìm lại lòng nhiệt thành của mình với tựa tiếng Việt là: trước khi muốn từ bỏ, hãy nghĩ tới ngày mai. Khi coi tất cả vui buồn được mất trong cuộc đời là những trải nghiệm, ta sẽ thản nhiên phóng khoáng suốt kiếp nhân sinh. Khi đã hiểu rõ giá trị của bản thân, bạn còn sợ gì không có đường bước tiếp? Trong Liễu Phản Tú Huấn nói, mệnh do ta lập, phúc tự mình cầu. Trên thế giới này, không ai có thể mạnh mẽ thay bạn. Bạn phải đấu tranh cho những gì bạn muốn. Khi không ai che dù cho bạn, hãy học cách làm mái nhà của chính mình. Khi không ai giúp đỡ bạn, hãy học cách tự làm chỗ dựa cho mình. Trong cuộc sống này, dựa vào chính mình là lối thoát duy nhất. Cuộc sống là một quá trình thực hành vô tận. Chỉ bằng cách liên tục sàng lọc và kết tụ, người ta mới có thể sống theo cách mình muốn. Nếu cảm thấy quá vất vả, mệt mỏi, đầy rắc rối, khó khăn trong cuộc sống, hãy đọc truyện Năm Chú Lừa này. Bạn sẽ sống sót qua sự an bài của số phận, cuối cùng gặp được cuộc sống như ý muốn. Chúc cho tất cả chúng ta đều đi tốt con đường của mỗi người, dám vượt qua những trở ngại và sống một cuộc đời thực sự mạnh mẽ, thành công. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.